Xin chào tất cả các em, thầy là Quang, giáo viên dạy trực tuyến tại trang khoa học.vietjet.com. Thì ở bài hôm trước, thầy đã hướng dẫn các em học bài 6 là bài tập về vận dụng đỉnh luật ôm. Thì hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em học bài 7 là sự phụ thuộc của điện trở và chiều dài dây dẫn. Thì trong 3 bài 7, bài 8, bài 9 sẽ có kiến thức tương tự nhau, nhưng chỉ khác nhau ở chỗ là bài 7 là sự phụ thuộc của điện trở và chiều dài dây dẫn, còn bài 8 sẽ là phụ thuộc vào tiết diện của dây, còn bài 9 sẽ là phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn. Thì mình cứ đi lần lượt theo ba bài. Đầu tiên là bài 7 trước đi. Bài 7 là bài sự phụ thuộc của điện trở và chiều dài dây dẫn. Thế là mình vào phần 1 đáp án trước. 1 đáp án này là xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong những yếu tố khác nhau. Thì mình sẽ có câu một nhỏ ở đây. Một nhỏ là các cuộn dây dẫn ở hình 7.1 có những đặc điểm nào khác nhau. Đây mình nhìn vào hình 7.1 đây. Một sẽ có ba hình ở đây, là một là dây nhôm này, dây hợp kim và dây đồng. Thì đọc tên ba loại dây này thì các em có thể nhận ra luôn đặc điểm khác nhau. Đầu tiên là chính là vật liệu làm dây dẫn. Một, đây là dây nhôm, đây là dây hợp kim, đây là dây đồng, khác nhau là vật liệu đấy. Thì các em có thể ghi vào như sau. Phần 1 đây, điểm khác nhau là thứ nhất là vật liệu khác nhau, vật liệu khác nhau. Rồi mình sẽ xét tiếp xem. Thì các em nhìn vào đây này, thấy là dây đồng rất nhỏ đúng không? Dây đồng sẽ có tiết diện rất là nhỏ. Còn dây hợp kim này mình có thể thấy là tiết diện là lớn hơn. Dây nhôm có tiết diện lớn hơn dây đồng. Vậy thì nó điểm khác nhau tiếp theo là có tiết diện khác nhau. Tiết diện, tiết diện khác nhau. Tiết diện thì chính là diện tích của nó. Tiếp thì mỗi loại dây thì không phải là dây nào có chiều dài giống nhau đúng không? Các em biết rồi, dây có thể dài, có thể ngắn tùy ý. Thế nên là thêm một đặc điểm khác nhau nữa là chiều dài khác nhau. Chiều dài khác nhau. Đó. Đây. Thế vậy đây là ba yếu tố khác nhau trong một loại dây dẫn. Được chưa? Vậy thì làm thế nào để người ta biết là điện trở trong dây dẫn này phụ thuộc vào các yếu tố, một trong ba yếu tố này là vật liệu hay là tiết diện hay là chiều dài? Thì người ta sẽ làm như sau, là người ta sẽ phải giữ các yếu tố khác giống hệt nhau. Giả sử người ta muốn xét chiều dài dây dẫn đúng không, xét xem nó có sự phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn không, thì người ta sẽ làm cho hai dây giống hệt nhau, đều có vật liệu nằm bằng nhau. Nằm giả sử đây là dây đồng đi, thì đều có vật liệu nằm bằng đồng này, tiết diện giống hệt nhau, là tiết diện bằng nhau ấy, nên là diện tích của cái dây đấy phải bằng nhau. Nhưng mà chiều dài cũng là một chiều dài dây ngắn, một chiều dài dây dài, để xem là điện trở trong dây dẫn này sẽ có phụ thuộc vào chiều dài hay không. Đấy, thì người ta sẽ làm như thế. Vậy bây giờ mình đi sang phần 2 đáp án xem là dự cách làm người ta sẽ làm như thế nào, dự kiến xem cách làm. Đây phần 2 đáp án là gì? Sự phụ thuộc của điện trở và chiều dài dây dẫn. Dự kiến cách nào ở đây là đo điện trở các dây dẫn có chiều dài n, 2n và 3n nhưng có tiết diện như nhau, nên người ta để cho tiết diện như nhau này, và được làm cùng một loại vật liệu. So sánh giá trị các điện trở để tìm ra mối quan hệ giữa các chiều dài với dây dẫn. Chưa? Đây người ta sẽ làm như thế, đúng như cách mà thầy vừa nói ở phía trên. Rồi, bây giờ mình có một câu hỏi C1 ở dưới này. Vậy thì thầy sẽ đọc và để trả lời cho các em. Câu hỏi C1. Một dây dẫn dài n có chiều có điện trở r. Nếu cho rằng dây dẫn cùng loại đó dài 2n là gồm hai dây dẫn n được mắc nối tiếp với nhau, thì hãy dự đoán xem dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu. Tương tự như thế thì một dây dẫn cùng loại đó dài 3n sẽ có điện trở là bao nhiêu. Thầy giải thích cho các em nhé. Thế là đầu tiên là người ta dùng một sợi dây dài n có điện trở r đúng không? Xong bây giờ người ta mắc thêm một loại dây dẫn nữa nối tiếp vào cái đoạn dây đấy, nghĩa là một đoạn dây dẫn nữa cũng có chiều dài n nhé, mắc nối tiếp là một đoạn cái dây dẫn ban đầu rồi người ta cho rồi, thì lúc này dây phải chiều dài 2n không, mắc thêm một n vào và một n thì dây sẽ là 2n. Và người ta hỏi là điện trở lúc này sẽ là bao nhiêu, điện trở khi mắc hai dây nối tiếp nhau thì sẽ là bao nhiêu. Thì các em có thể dự đoán là điện trở của dây dẫn, điện trở lúc sau sẽ bao nhiêu. Đấy, giả sử câu hỏi C1 đây, điện trở lúc sau các em ghi là, giả sử ghi là r2 đi, r2 lúc này r2 ở đây là khi mắc, bây giờ đây khi mắc
thêm dây đây. Khi mắc thêm dây dài N nối tiếp vào dây L có điện trở S thì điện trở lúc sau thì điện trở sau sẽ là 2 giờ đi, thầy sẽ gọi là gấp đôi 2 giờ vì bây giờ thêm một thằng N nữa thì gấp đôi N thì thầy cũng nghĩ sẽ gấp đôi giờ thôi. Tiếp tương tự với đó sẽ là gì, nếu dây dài 3L đúng không, thì điện trở lúc này sẽ là điện trở sẽ là 3L. Đây dự đoán câu C1 như thế nào, được chưa? Rồi bây giờ mình thử sang đi sang phần 3 la mã xem thí nghiệm kiểm tra của ta sẽ làm như thế nào. À không phải 3 la mã mà là phần 2 nhỏ, 2 nhỏ thí nghiệm kiểm tra. Ở đây có 3 mạch điện như sau, 3 mạch điện này. Thì mạch điện A này thì người ta mắc chỉ mắc một đoạn dây dẫn, đây đoạn dây dẫn mà mình đang xét, mắc một vôn kế vào đây dùng để đo hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này, và mắc một ampere kế mắc nối tiếp vào đây dùng để đo cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn hay cường độ dòng điện chạy qua mạch đấy, mạch chính. Ở đây là hình B thì người ta mắc thêm một đoạn dây dẫn nữa, đây em thấy có hai cái đoạn dây dẫn này, đây và đây có dấu chấm là ngăn cách giữa hai dây dẫn đấy nhé. Đây là dây dẫn 1, đây là dây dẫn 2 mà có chiều dài giống hệt nhau, vật liệu giống hệt nhau và tiết diện giống hệt nhau, được chưa? Thế thì mắc thêm một đoạn dây dẫn nối tiếp như thế này, vậy thì đoạn dây dẫn này sẽ có chiều dài gấp đôi đoạn dây dẫn ban đầu đúng không? Rồi và người ta cũng mắc một vôn kế một ampere kế để đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện. Ở hình C thì người ta mắc ba đoạn dây dẫn giống hệt nhau nối tiếp nhau, thì đoạn dây dẫn lúc sau này sẽ có chiều dài là 3L đúng không, gấp 3 lần thằng này. Vậy thì sau đó các em mắc vào một cái nguồn điện rồi đo, thì phần này thì cô giáo hoặc thầy giáo các em sẽ làm cho các em ở trên lớp nhé, và khi đó các em sẽ đo được kết quả rồi em ghi vào bảng số liệu ở dưới này. Đây ở đây có bảng số liệu ở dưới này, các em sẽ đo được là U1 là bao nhiêu, đo được U1 là của dây dẫn với một chiều dài dây dẫn này N, U2 là dây dẫn dài 2N, U3 là dây dẫn dài 3N ứng với các mạch ABC này, và cũng tương tự là đo Y cường độ dòng điện qua các dây dẫn đấy. Sau đó thì các em sẽ tính điện trở rồi ghi vào bảng số liệu ở đây. Thầy ví dụ nhé, thầy ví dụ là các em sẽ tính được điện trở là R1 bằng, giả sử các em tính được điện trở R1 là bằng 5 ohm đi, được chưa? Thì lúc sau các em sẽ tính được điện trở R2 sẽ bằng 10 ohm. Chắc chắn có thể là các em đo sẽ bị sai số nên chắc không phải ra 5 hoặc không thể tính ra 5 hoặc tính ra 10 trong khoản này. Đây là ví dụ số liệu của thầy nhé, các em sẽ đo ra khác. Giả sử các em có thể đo ra 4,9 hoặc là 5,1 hoặc là 9,9, cũng không phải ra 5 mà ra 10 hoặc ra 20 hoặc ra 3 hay ra 4 chẳng hạn. Thì tùy thuộc vào kết quả đo của các em thôi. Thì giờ 3 hẳn ra ở đây sẽ là 15 ohm, được chưa? Gấp 3 lần. Thầy sẽ gấp 2 lần hàng ngày, ngày gấp 3 lần hàng ngày. Đấy. Vì chiều dài mỗi lần này sẽ là tăng 2. Chiều dài của S điện trở lúc này sẽ là tăng 2 và tăng 3 lần mà. Được chưa? Vậy bây giờ sau khi có một bảng số liệu như thế thì các em có thể nhận xét vào đây. Nhận xét có một câu C nhỏ và một câu nhận xét là từ kết quả thí nghiệm hãy cho biết dự đoán kết quả nêu câu C1 có đúng hay không. À vừa nãy mình nêu dự đoán ở câu C1 là gì? Nếu nối tiếp một dây N của điện trở S thì điện trở lúc sau sẽ là 2 giờ. Vậy thì câu C1 vừa nãy mình dự đoán là đúng đúng không? Thầy dự đoán là đúng đúng không? Vì gấp đôi N lên thì điện trở lúc này sẽ là 2 giờ. Gấp 3 lần N lên thì điện trở lúc này sẽ là 3 giờ. Vậy thì các em là nhận xét là dự đoán là đúng thôi, nhận xét. Nhận xét. Dự đoán. Dự đoán gì? Dự đoán ở câu C1. C1 là đúng. Đó. Thầy như thầy dự đoán đúng thì thầy sẽ ghi là đúng. Các em dự đoán sai các em ghi là sai. Được chưa? Bây giờ mình đi đến phần 3 là phần kết luận. Xem một kết luận. Nào. Kết luận thì các em sẽ có kết luận gì? Mình
mình vừa thấy rồi đúng không? Khi tăng chiều dài n lên, khi n phải mà bằng 2n đúng không? Ta thấy là khi n phải bằng 2n thì ta có giờ phải, nghĩa là giờ lúc sau ấy sẽ bằng 2 lần giờ. Thế ta thấy là khi cứ tăng chiều dài lên bao nhiêu lần thì điện trở sẽ tăng lên gần đến lần. Thì các em sẽ có một kết luận như sau là gì? Điện trở của dây dẫn tỷ lệ thuận, đúng không? Tỷ lệ thuận, cái này gọi là tỷ lệ thuận với chiều dài dây dẫn, được chưa? Rồi, xong. Thế giờ mình đã làm xong phần kết luận. Rồi tiếp, thầy sẽ chuyển sang phần ba la mã, phần vận dụng để giải bài tập cho các em. Ba la mã vận dụng. Rồi, đây là câu đầu tiên, là câu C2 này. Câu C2: mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, nhưng nếu thay bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại thì đèn sáng yếu hơn. Hãy giải thích tại sao. À, câu này như sau, đúng không? Thì đầu tiên là người ta dùng một dây dẫn ngắn này thì thấy là đèn sáng bình thường. Thì các em vừa học xong rồi, thì dây dẫn ngắn thì thế có phải điện trở nó càng nhỏ đúng không? Dây dẫn ngắn, điện trở nó càng nhỏ. Thế nên là cường độ dòng điện trong này nó sẽ đủ lớn để cho cái đèn này sáng bình thường. Còn dây dẫn dài, có dây dẫn nào khá dài, khúc này khá dài và cùng tiết diện với dây dẫn kia thì dây dẫn dài hơn, các em vừa học xong, dây dẫn dài hơn tăng lên thì điện trở nó sẽ tăng. Mà tại vì điện trở nó công dụng là cản trở dòng điện đúng không? Điện trở, cái từ điện trở ấy nhá, thầy sẽ giải nghĩa cho em từ điện trở. Điện nghĩa là dòng điện, trở nghĩa là cản trở, thì đọc cả từ đấy nên gọi là cản trở dòng điện. Vậy thì điện trở công dụng là cản trở dòng điện. Thế là điện trở mà càng lớn ấy thì nó sẽ càng cản trở dòng điện. Thế nên là dòng điện đi qua bóng đèn lúc này sẽ nhỏ hơn dòng điện lúc so với dây dẫn ngắn. Thế nên là mặc cường độ yếu hơn, nhỏ hơn, thế nên là đèn sáng yếu hơn được thôi, hoặc có thể là không sáng. Vậy là em có thể kết luận câu C2 và vở như sau là gì? Khi dùng dây dẫn ngắn thì dòng điện, thầy em phải ghi một câu như này đó, thì điện trở nhỏ lên, dòng điện đủ lớn để đèn sáng bình thường. Đèn sáng bình thường. Rồi, được chưa? Rồi tiếp. Còn khi dùng dây dẫn dài hơn thì lúc này sao? Thì điện trở lớn hơn lên dòng điện đi qua bóng đèn, bé hơn đúng không? Thế nên là lên, suy ra là đèn sáng yếu hơn, dòng điện mặt đi qua nhỏ hơn nên đèn sáng yếu hơn, đúng rồi, yếu hơn, hoặc có thể không sáng, hoặc có thể không sáng. Kết luận như thế này: điện trở mà lớn quá nghĩa là dòng sẽ rất nhỏ này, nên đèn có thể không sáng, được chưa? Rồi, thì là đã xong câu C2. Tiếp mình chuyển sang câu C3. Câu C3 là gì? Câu C3 là khi đặt hiệu điện thế 6V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì dòng điện qua nó có cường độ 0.3A, tính chiều dài dây dẫn dùng để quấn cuộn dây này. Biết rằng dây dẫn loại này nếu dài 4m thì có điện trở là 2 ohm. Câu này làm như sau, là phân tích đề bài nhé.
Đầu tiên là người ta mắc một hiệu điện thế và hay là một cuộn dây dẫn, thì dòng điện chạy qua dây dẫn đấy sẽ là 0,3A. Thì lúc này các em sẽ tính được điện trở của dây dẫn đúng không? Ta có điện trở theo định luật ôm. Định luật ôm thì ta có là điện trở của dây dẫn lúc này sẽ bằng R đấy, sẽ bằng U chia cho I. Và người ta cho U là 6V này. I là 0,3. Các em áp dụng vào tính bao nhiêu? 6 chia 0,3. Các em bấm máy tính sẽ ra là bao nhiêu? 20 ohm, phải không? 20 ohm. Rồi. Sau đó người ta phải bảo là tính chiều dài của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây này. Biết rằng dây dẫn này nếu dài 4m thì có điện trở là 20 ohm. À, để người ta bảo là nếu dây dài 4m thì R sẽ bằng 20 ohm, đúng không? À, R bằng bao nhiêu? 2 ohm, yeah. 2 ohm, đúng không? Nhưng mà bây giờ R của mình là 20 ohm cơ. Vậy thì bây giờ thầy hiểu ở đây là R phải đi để cho dễ nhận biết về thằng R ở trên này, được chưa? Bây giờ khi R phải mà bằng 20 ohm và nó gấp bao nhiêu lần thằng R này? Gấp 20 lần, đúng không? À, gấp 10 lần chứ, 10 lần, đúng không? 10 lần, nhầm, 10 lần R. Vậy thì chiều dài là L phải đi, suy ra L phải cũng bằng 10 lần L. Mình học rồi, tại vì R sẽ tỉ lệ thuận với chiều dài sợi dây. R tăng lên bao nhiêu lần thì chiều dài sợi dây cũng tăng lên bấy nhiêu lần. Và sẽ bằng theo số 3 thôi, bằng 10 nhân với ở đây là số 4 này. 4m là bằng 40m. Vậy chiều dài dây dẫn nằm trong mạch này là 40m, được chưa? Đấy, xong câu C3 nhé. Tiếp theo, xong câu C4. C4 nào. Hai đoạn dây dẫn có cùng tiết diện được làm từ cùng một loại vật liệu. Thế là người ta cho cùng tiết diện ở cùng một vật liệu rồi, có chiều dài N1 và N2. Lần lượt đặt một hiệu điện thế vào hai đầu mỗi đoạn dây này thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ là I1 và I2. Biết I1 bằng 0,25 I2. Hỏi L1 dài gấp bao nhiêu lần L2? Thì nào, bây giờ mình bắt đầu. Người ta cho này, người ta dùng hai đoạn dây của chiều dài L1 và L2. Thế thì mình sẽ cần tính được ra điện trở R1, R2, đúng không? Vì mỗi loại dây dẫn sẽ có một điện trở khác nhau. Mình sẽ có công thức như sau, theo đường ôm. Ôm thì ta có là gì? I đi, cứ ghi I. I1 sẽ bằng U chia cho R1. Vì ở đây là hiệu điện thế giống hết nhau mà, lần lượt đặt cùng một hiệu điện thế, thế nên hiệu điện thế giống hết nhau, nên thầy sẽ ký hiệu là U chung, chưa? U cho cả hai. Ừ. Đấy, điện trở U chấm phải I2 sẽ bằng gì? Vẫn là U đấy thôi, chia cho R2, được chưa? Đây ta suy ra được là I1 chia cho I2 bằng mấy? I1 chia cho I2 thì sẽ bằng U chia R1. Chia, đúng không? Đây dấu E, dấu phân số là dấu chia này. Thế nên mình ghi dấu chia ở đây. Chia cho U chia R2. Mà chia thì các em học rồi là chia nó sẽ bằng nhân nghịch đảo lên, hay là sẽ bằng U chia R1 nhân với R2 chia U. Được chưa? Vậy thì suy ra là I1 chia I2 sẽ bằng R2 chia R1. Được chưa? Mà I1 trên I2 bằng mấy? Người ta cho là I1 bằng 0,25 lần I2. Vậy thì em suy ra là nào? Mà, ghi vào đây, ghi là mà I1 bằng 0,25 lần I2. Thì kết hợp hai này, các em sẽ rút ra được là R2 chia R1 sẽ bằng I1 bằng 0,25 lần I2, tức là R2 chia R1 chỉ là bằng 0,25. 0,25 hay là bằng 1/4 đấy. 0,25 chính là 1/4, được chưa? R2 chia R1 bằng 1/4, lại có là gì? Lại có R tỷ lệ, đúng không? R tỷ lệ thuận với L, đúng không? Hay ta có thể viết ra sau, hay R1 chia R2 sẽ bằng chính bằng L1 chia L2. Mình có thể viết như thế này, vì tỷ lệ thuận mà, có thể viết như thế này.
Thế nên là các em sẽ suy ra là lúc này L1 chia L2 lúc này sẽ bằng R2 trên R1 bằng 1/4. Vậy thì R1 trên R2 sẽ ngược lại, R chia bằng 4. Vậy suy ra L1 sẽ bằng 4 lần L2. Tất cả chiều dài dây dẫn 1 sẽ gấp 4 lần chiều dài dây dẫn 2, đúng không? Đấy, thì các em ấy người đây hỏi L1 gấp bao nhiêu lần L2. Vậy thầy đã trả lời cho em rồi, L1 gấp 4 lần L2. Vậy là đã xong. Như vậy thầy đã hướng dẫn các em về phần lý thuyết và làm các bài tập vận dụng trong bài 7 này là sự phụ thuộc của điện trở và chiều dài dây dẫn. Hẹn các em vào một bài học khác.